Đây là video nói về giá bán của những chiếc xe Honda trong tháng 12/2019. Vậy nên chúng ta sẽ không có bất cứ một đánh giá bình luận nào về những mẫu xe này. Bây giờ thì mời các bạn hãy cùng chúng tôi đi vào giá bán của những chiếc xe tay ga trong tháng 12 này nhé. Trước hết là Honda Vision 2019. Đây có thể là mẫu xe tay ga mức giá rẻ nhất của Honda ở thời điểm hiện tại rồi. Xe Honda Vision 2019 bản tiêu chuẩn có mức giá đề xuất của nhà máy là 29 triệu 900 ngàn đồng. Giá đại lý bao giấy là 34 triệu 700 ngàn đồng. Vision 2019 bản cao cấp có khóa Smart Key, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu xanh, có mức giá đề xuất là 30 triệu 790 ngàn đồng. Giá đại lý bao giấy là 37 triệu 500 ngàn đồng. Vision 2019 bản đặc biệt có Smart Key, màu đen xám, màu trắng đen, có mức giá đề xuất sẽ rơi vào khoảng là 31 triệu 990 ngàn đồng và đại lý bao giấy là 38 triệu 500 ngàn đồng. Sau đây chúng ta sẽ chuyển qua Honda e-Blade 2019. e-Blade 2019 phiên bản cao cấp có Smart Key, màu đen bạc, màu bạc đen, màu xanh bạc đen, màu đỏ bạc đen, có mức giá đề xuất là 40 triệu 590 ngàn đồng và mức đại lý bao giấy là 47 triệu đồng. Giá e-Blade 2019 bản sơn tự tính có khóa Smart Key màu xám đen là 41 triệu 590 ngàn đồng, mức đại lý bao giấy đang giao là 48 triệu đồng. Giá xe e-Blade 2019 bản tiêu chuẩn màu đen bạc, màu trắng đen, màu xanh đen, màu đỏ đen có mức giá đề xuất là 37 triệu 990 ngàn đồng và mức đại lý bao giấy là 43 triệu 500 ngàn đồng. e-Blade 2019 bản đen mờ có mức giá là 41 triệu 790 ngàn đồng và đại lý bao giấy đề xuất sẽ là 50 triệu đồng. e-Blade 125 2020 phiên bản tiêu chuẩn là 41 triệu 190 ngàn đồng và mức giá đại lý thì hiện tại vẫn chưa có và nó sẽ được bán chính thức vào ngày 21 tháng 12 năm 2019 các bạn nhé. Chiếc e-Blade 125 2020 bản đặc biệt sẽ có mức giá đề xuất là 42 triệu đồng. Giá xe e-Blade 125 2020 bản tiêu chuẩn vừa được giới thiệu những ngày vừa qua rất là dồn dập đấy các bạn, có mức giá đề xuất là 41 triệu 190 ngàn đồng. e-Blade 125 2020 bản đặc biệt có mức giá đề xuất là 42 triệu 390 ngàn đồng. e-Blade 150 ABS 2020 bản tiêu chuẩn có mức giá đề xuất là 55 triệu 190 ngàn đồng. Và e-Blade 150 ABS 2020 bản đặc biệt có mức giá đề xuất là 56 triệu 390 ngàn đồng. Những mẫu phiên bản 2020 dự kiến sẽ được bán ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2019 nhưng vẫn chưa có giá chính thức của các đại lý các bạn nhé. Tôi nghĩ rằng đến lúc đó thì có thể nó sẽ chênh lệch hơn so với những chiếc xe 2019 khoảng vài triệu đồng, hoặc thậm chí là những chiếc xe đời 2019 sẽ có mức giá tăng rất cao, bởi vì xu hướng của người tiêu dùng Việt Nam là thường chuộng những cái mẫu trước hơn là những mẫu sau. Và cái phần thiết kế của e-Blade 2020 và 2019 có sự khác nhau cũng không quá là đặc biệt, ngoại trừ cái ngoại hình này có một chút thay đổi khiến cho người ta vẫn chưa thật sự được hài lòng lắm. Nhưng nếu như người ta thay đổi suy nghĩ, họ thích khối động cơ lớn hơn thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ lựa chọn đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua giá của xe Honda Lead 2019 nhé. Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có khóa Smart Key, màu đỏ và màu trắng đen thì sẽ có mức giá đề xuất là 38 triệu 290 ngàn đồng. Giá đại lý bao giấy là 43 triệu đồng. Lead 2019 khóa Smart Key, màu xanh, màu vàng, trắng, nâu, trắng, ngà, đỏ, đen có mức giá đề xuất là 40 triệu 290 ngàn đồng. Giá đại lý bao giấy sẽ là 46 triệu 500 ngàn đồng. Xe Lead 2019 Smart Key bản đen mờ có mức giá đề xuất là 41 triệu 490 ngàn đồng, giá đại lý là 47 triệu 500 ngàn đồng. Honda SH Mod 2019, chiếc SH Mod bản thời trang sẽ có mức giá đề xuất là 51 triệu 490 ngàn đồng, đại lý bao giấy sẽ khoảng 64 triệu đồng. SH Mod 2019 ABS bản thời trang có mức giá đề xuất là 55 triệu 690 ngàn đồng và đại lý bao giấy là 69 triệu đồng. SH Mod 2019 ABS bản cá tính có mức giá đề xuất là 56 triệu 990 ngàn đồng và đại lý bao giấy sẽ rơi vào khoảng 78 triệu đồng. Giá Honda PSX 2019, một mẫu xe phải nói là cực kỳ cá tính mạnh mẽ dành cho quý ông.
Chiếc xe PCX 2019 phiên bản 150cc màu đen mờ bạc mờ có mức giá đề xuất là 70.490.000 đồng, đại lý bao giấy sẽ là 75 triệu đồng. PCX 2019 phiên bản 125 màu trắng bạc đen đen đỏ có mức giá đề xuất là 56.490.000 đồng, mức đại lý bao giấy sẽ là 61 triệu đồng. PCX Hybrid 150 có mức giá đề xuất là 89.990.000 đồng, đại lý bao giấy sẽ là 94 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua một trong những chiếc xe phải nói là cực kỳ đình đám của Honda. Một chiếc xe tay ga phải nói là nó đang đứng đầu cái vị trí gọi là thời thượng, thời trang của Honda. Đó là Honda SH. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua mức giá xe Honda SH. Và hiện tại thì những mẫu xe SH 2019 chúng tôi chưa cập nhật được cái giá chính xác, bởi vì giá đề xuất của hãng thì bị trôi rồi các bạn ạ. Bởi vì hãng đã ra phiên bản 2020 và 2019 dường như là đã khan hiếm hàng, hoặc thậm chí là những đại lý họ đã găm hàng. Vậy nên mức giá sẽ khá cao, và theo dự đoán của tôi thì giá nó sẽ còn cao hơn phiên bản 2020 nữa. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giá của phiên bản 2020 trước nhé. Giá của SH 2020 125 phanh CBS sẽ có mức giá đề xuất là 70.990.000 đồng, mức giá mà đại lý bao giấy sẽ là 93 triệu đồng. SH 125 có phanh ABS phiên bản 2020, giá đề xuất là 78.990.000 đồng, mức giá đại lý bao giấy sẽ là 102 triệu đồng. SH 150 phanh ABS 2020 95.990.000 đồng là mức giá đề xuất, mức giá để báo giấy là 133 triệu đồng. SH 150 phanh CBS có mức giá đề xuất là 87.990.000 đồng và mức giá báo giấy của đại lý là 123 triệu đồng. SH 300i, đây là một phiên bản sừng sỏ đây, có phanh ABS màu đỏ đen, màu trắng đen sẽ có mức giá đề xuất là 276.500.000 đồng và mức giá báo giấy sẽ là 295 triệu đồng. SH 300i có phanh ABS màu đen mờ, phiên bản cao cấp nhất của họ, có mức giá đề xuất là 279 triệu đồng và mức giá bao giấy của đại lý là 297 triệu 500 ngàn đồng. Mức giá sẽ có biến động nha các bạn, tại vì cũng sắp cận Tết rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua mức giá của những dòng xe phổ thông, những dòng xe số mà phải gọi là rất phù hợp với những túi tiền của các bạn học sinh hoặc những bạn mới đi làm để có một chiếc xe để chơi Tết. Thì giá xe Honda Way 2019 có mức đề xuất là 17.790.000 đồng, đại lý bao giấy là 21 triệu đồng. Nó sẽ dành cho những phiên bản là Way Alpha thôi nhé các bạn. Way Alpha màu đỏ, màu xanh ngọc trai này, màu trắng, màu đen. Way RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa có mức giá đề xuất sẽ là 21.490.000 đồng, đại lý bao giấy sẽ rơi vào khoảng 25 triệu đồng. Way RSX 2019 bản phanh đĩa vành cũng nan hoa, mức giá đề xuất là 22.490.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 26 triệu đồng. Way RSX phiên bản phanh đĩa vành đúc có mức giá đề xuất là 24.490.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 28.500.000 đồng. Bây giờ sẽ là một mức giá của một chiếc xe mới mà quen thuộc, tại vì nó cũng đã xuất hiện được vài năm rồi. Đó là Honda Blade 2019, chiếc xe phải gọi là nhỏ nhắn, rất nhỏ nhắn của dòng xe số Honda thời điểm hiện tại. Chiếc Blade 110 phanh cơ vành nan hoa có mức giá đề xuất là 18.800.000 đồng, đại lý bao giấy sẽ là 19.400.000 đồng. Blade phanh đĩa vành nan hoa có mức giá đề xuất là 19.800.000 đồng và đại lý bao giấy là 20.700.000. Blade 110 phanh đĩa vành đúc có mức giá cao nhất là 21.300.000 đồng đề xuất và mức giá đại lý bao giấy sẽ là 21.800.000 đồng. Honda Future đẳng cấp nhất xe số của Honda, Future 2019 bản vành nan hoa có mức giá đề xuất là 30.190.000 đồng, đại lý bao giấy sẽ là 34 triệu đồng. Future FE phiên bản vành đúc có mức giá đề xuất là 31.190.000 đồng, mức giá đại lý bao giấy là 35.500.000 đồng. Honda Super Cup 125, chiếc xe phải gọi là thời thượng các bạn ạ. Với mức giá đề xuất cho tất cả các màu họ đang có hiện tại, màu xanh, màu đỏ,
đó là 84.990.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 89.000.000 đồng. Còn một chiếc xe nữa cũng khá là xịn sò, đó là chiếc là Honda Monkey 2019, mức giá đề xuất là 84.990.000 đồng và đại lý bao giấy là 87.500.000 đồng. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một trong những dòng xe côn tay Unreborn, phải nói là trở lại mạnh mẽ sau cái lần thiết kế mới nhất ấy, đẹp mắt hơn, khiến cho những fan Winner trước đây hoặc thậm chí những bạn muốn sở hữu một chiếc xe côn tay mạnh mẽ họ cũng đã xuống tiền để mua chiếc xe đó. Đó là Winner X 2019, bản thể thao màu đỏ, bạc, xanh đậm, đen xanh, có mức giá đề xuất sẽ là 45.990.000 đồng, giá đại lý bao giấy là 52.200.000 đồng. Winner X 2019 có ABS phiên bản combo màu đỏ, bạc đen, xanh, bạc đen, có mức giá đề xuất là 48.990.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 56.000.000 đồng. Winner X 2019 ABS phiên bản đen mờ 49.490.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 56.300.000 đồng. Honda MSX 125 2019 sẽ có mức giá đề xuất là 49.990.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 57.000.000 đồng. Đó là những dòng xe phổ thông và những dòng xe tay ga có phân khúc xi lanh thấp dưới 175cc. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bảng giá của xe mô tô Honda trong tháng 12 nhé các bạn. Mô tô của Honda ở thời điểm hiện tại đang có những chiếc mô tô như Honda Rebel 300 2019 sẽ có mức giá đề xuất là 125.000.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 129.500.000 đồng. Giá của Honda CB150R có mức đề xuất là 105.000.000 đồng và đại lý bao giấy sẽ là 113.000.000 đồng. Đó là bảng giá xe Honda mà chúng tôi đã cập nhật được cũng như thông tin của một vài bạn góp ý và ở một số here của Honda. Thì nếu các bạn biết những thông tin nào thêm nữa thì hãy chia sẻ, hãy comment để cho mọi người cùng biết nhé. Và tại sao trong video này chúng tôi thiếu những cái tên rất là sừng sỏ bán rất chạy trong các khu vực thành phố lớn như Vario hay Click? Tại vì đó là những chiếc xe nhập khẩu tư nhân nên chúng tôi sẽ không góp vào ở trong video này. Chúng tôi sẽ dành cho những video sau. We'll be right back.